cái trò chơi bắt ổn. Đây là đá viên trong game, trông có vẻ rất bình thường. Nhưng khi chúng ta bật cái này lên, tấm băng đã thay đổi hoàn toàn. Nó có thể phản chiếu cả bầu trời. Tôi đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, biến cả thế giới thành băng. Nếu phản chiếu cả bầu trời xuống, chả phải là nó sẽ đẹp lắm sao? Sau đó là mở xa đưa phản chiếu bóng. Tôi chỉ có thể nói rằng là cảnh tiếp theo sẽ khiến bạn phải kinh ngạc. Các bạn hãy xoay màn hình ngang ra. Bây giờ thì hãy cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh tượng này.